Hello anh chị em, hôm nay Tuấn cũng hợp được đến 5 nhóm và có mỗi một nhóm đều có một cái ý tưởng rất là hay. Đặc biệt hôm nay cũng có họp với chị Yến Nhi thì chị cũng đưa ra một cái chương trình khá là hấp dẫn với việc tiếp cận khách hàng. Thì qua đây Tuấn cũng muốn làm cái chia sẻ cái video này để cho anh chị em có thể làm luôn vào ngày Tuấn vừa mới làm. Thì thực sự đấy nó khá là good. Có nghĩa là với cá nhân Tuấn thì Tuấn cũng đã làm, hiện tại thì đã làm trên cái web, cái Facebook của mình, nhưng đa phần hiện nay nó bị giới hạn là quá 5.000 bạn bè cũng như là nhà đầu tư, thì như thế nó không target được mục tiêu nó rõ ràng. Và Tuấn cũng đã từng lập fanpage, lập cái này được hơn 1 năm rồi, bây giờ cái lượng fan cũng được cả nhà đầu tư và cả anh chị em sale cũng được độ tầm gần 1.000 người. Đấy, nhưng mà hôm nay nghe chị Yến Nhi chia sẻ thì Tuấn thấy rất là hay, đó chính là chúng ta có thể làm thêm một cái Facebook nữa, không phải là fanpage mà là giống như một cái Facebook thông thường mà chúng ta đang dùng ấy, nhưng mà chúng ta sẽ PR về hình ảnh cho nó thật sự chuyên nghiệp, giống như fanpage của Tuấn hay như của Yến Nhi làm thêm. Bên cạnh đấy là mọi người hãy, cái này nó hay là một cách là chúng ta có thể trực tiếp, cũng phải kết bạn được với tất cả khách hàng của chúng ta tìm ra. Thì có hai hình thức mà chúng ta có thể làm được. Một là chúng ta sẽ làm cho hình ảnh avatar của chúng ta thực sự là chuyên nghiệp ấy. Đây, chúng ta phải tham khảo cái hình ảnh như này. Đấy, phải làm nó chuyên nghiệp như này. Đó. Ảnh nào mà không chuyên nghiệp thì chúng ta đầu tư lên đi chụp một chút cho nó chuyên nghiệp. Cái thứ hai chúng ta có thể phân vùng ra. Đấy, đối tượng như thế này. Đấy, mặc định luôn cho người ta. Như của chị Yến Nhi thì chị sẽ làm như này. Yến Nhi. Đấy ạ, Yến Nhi Vinpearl. Đấy, chị làm hẳn cái slide này, chị có thể nhờ anh chị em bên phòng thiết kế công ty. Đấy, anh chị em nhìn rõ luôn ạ. Đấy, chúng ta kiểu này rất là rõ ràng luôn, rất là good. Thế chứ vậy bây giờ chúng ta sẽ như nào? Chúng ta sẽ search số một số điện thoại nào đó. Ví dụ ngày hôm qua chị Giang, chị có cho tôi cái số điện thoại của một anh khách hàng này. Đấy, bây giờ tôi có thể search được luôn. Đó, và chúng ta sẽ gõ ra luôn đúng không? Và tên Facebook này luôn. Đấy, và chúng ta sẽ kết bạn với chính những người này. Đấy, thêm luôn. Đấy, và chúng ta sẽ thêm chính bạn bè của người này. Đấy, bởi vì anh chị biết là những người giàu có như này, người ta sẽ chơi với những người giàu có, bởi vì những người này chắc chắn là cái độ tuổi của họ rất là chất lượng. Như vậy mọi người hãy nhìn trên avatar của mình và mọi người thêm và kết bạn. Đó, đấy, đấy, chúng ta có thể chọn lọc ra đấy. Chúng ta có thể thêm như chị Yến Phạm này. Đó, thì đây là một cách rất là hay, rất là thú vị. Bởi khi mà người ta thấy chuyên nghiệp và cái phân khúc nó rõ ràng như này thì đảm bảo là người ta sẽ kết bạn với mình. Mình đừng có để ảnh sexy hoặc những cái là con gái, hoặc là chúng ta cũng nên rõ ràng là chúng ta đang bán, là mục tiêu là để làm gì. Đấy, thì người ta đây cũng là một kênh, hoặc là chúng ta search một cái thị khách hàng nước ngoài chẳng hạn. Trước đây Tuấn với Hưng cũng từng có tiếp, cá nhân Tuấn tiếp rất nhiều các anh chị em khách nước ngoài, thì bây giờ chúng ta sẽ vào luôn và chúng ta sẽ kết bạn với lại họ và chính với bạn của họ nữa. Đấy, họ và chính bạn của họ nữa, thì đấy là một cách mà chúng ta có thể tận dụng cái chương trình Facebook. Bởi vì sao? Thứ nhất là chúng ta sẽ thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ ngoài cái thời gian dùng Facebook cá nhân ra, thì anh chị em cũng nên sử dụng cái Facebook này để chúng ta có thể like các cái khách hàng của chúng ta. Người ta không mua không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có thêm một công cụ nữa để cho, đặc biệt là khách Việt kiều rất là khó tiếp cận, thì đây là một cách khá là thông minh để anh chị em có thể tiếp cận được các khách hàng Việt kiều. Đó. Bởi vì những Tuấn được biết là ngay như mẹ của Tuấn hay những người lớn tuổi là bây giờ người ta thời gian người ta rảnh rất là nhiều, người ta hay xài Facebook. Thì đấy là một cách anh chị em có thể tận dụng. Đấy, 3 bước. Một là chúng ta lập luôn một cái Facebook và fanpage riêng. Cái fanpage này thì phải cần thời gian và các anh chị phải có giá trị giống như Tuấn hay Đại Hưng hay là một số anh chị em khác nữa. Thì chúng ta sẽ có một cái lượng like. Thì cái đấy nó nhiều khi nó bị động. Nhưng bây giờ chúng ta hãy làm một cách là chủ động đi tìm người khách hàng giống như telesale ấy. Đấy, thì như vậy chúng ta sẽ làm bước 1 là lập Facebook cá nhân, thêm một cái Facebook nữa nhưng mà chỉ dành cho công việc. Bước 2 là chúng ta sẽ search số điện thoại của những khách hàng mà chúng ta hàng ngày chúng ta tiếp cận và chúng ta kết bạn với họ và kết bạn với bạn của họ. Đấy, mỗi một khách hàng chúng ta lại cùng làm, cứ liên tục làm như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta có thể để Facebook của Tuấn ạ. Đây ạ. Chúng ta sẽ search cái fanpage Tuấn Vì Thụy Biển đây. Đấy, Tuấn Vì Thụy Biển. Đấy, rất là nhiều các cái bài. Đây, cái fanpage cơ, cái này nó là cái trang ấy rồi. Đấy, có cả người nhái này. Nhà fanpage Tuấn Vì Thụy Biển. Yến Nhi đi, vào Yến Nhi đi. Yến Nhi. Đây, Yến Nhi Vinpearl đấy ạ.
thì anh chị em có thể nhìn thấy nhá, là chị Yến Nhi đâu rồi, what, à chưa kết bạn của bạn của chị ấy nên là không xem được. Thì anh chị có thể kết bạn với chị ấy, sau là chúng ta sẽ xem được cái dòng thời gian của chị ấy. Đấy, sẽ hiểu được cái cách làm thương hiệu của chị như nào. Đấy, bây giờ chúng ta cùng xem lại cái ông Tuấn Biệt Thự Biển này xem nào. Tại vì chưa kết bạn với Yến Nhi, như vậy sẽ không ra. À, cái này thì chúng ta sẽ làm linh hoạt về các cái gì ạ? Thấy rồi. Đấy, chúng ta sẽ làm linh hoạt. Đấy, ví dụ chúng ta có thể chia sẻ cái video. Đấy, cái này rất là thông minh nhé, anh chị đừng có up cái video về mà anh tải thẳng lên. Download về cái trang Điễu Làm Sao này. Đấy, vào cái kênh Điễu Làm Sao, sau đấy chúng ta tải về máy cùng cốc tải về, sau đấy chúng, bởi vì khi mà anh chị cứ kích vào đây là tự động nó chạy, không cần kích vào nó cũng tự động nó chạy, đúng không? Tự động nó chạy, lấy một kích tiếng thì nó kích vào đây thôi. Đấy, thì chúng ta cũng phải chia sẻ những cái này. Đấy, hay như là đấy, chúc mừng đấy. Đấy, hoặc là chúng ta có thể lấy ý tưởng từ các cái fanpage của Tuấn, hoặc là các cái fanpage của chủ đầu tư đó, mà chia sẻ thêm những cái giá trị của mình. Hoặc là đợt vừa rồi chúng ta đấy, ví dụ cái mô hình phi lợi nhuận đấy, chúng ta cũng chia sẻ lên đây đó, hay là Phú Quốc đấy. Tuấn liên tục chia sẻ các cái điều này, event thế chúng ta cũng lên chia sẻ, hay như là mọi người, Tuấn cũng thấy mọi người cũng quay clip của mình khi mà đi bãi dài, hoặc là khi sau này mà đi thực tế các cái dự án này, chúng ta cũng lên quay clip của mình và chúng ta sẽ live stream lên trên này là được luôn, rất là hay luôn, nó sẽ trực tiếp là tất cả các nhà đầu tư của chúng ta. Đấy, thì chúng ta lên làm cái bước này luôn, khá là thông minh. Xin chúc anh chị em thành công. Ok ạ.